Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn công thức pha bột bánh giò, khuấy bột, và ai cũng có thể tự tay gói được những cái bánh giò rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp. Mình sử dụng cho cái công thức này là 100g bột bắp, 100g bột khoai tây và 40g bột gạo. Nếu không có bột khoai tây thì các bạn sử dụng là 200g bột bắp và 40g bột gạo. Với 1,5 lít nước lèo, đây là nước lèo xương heo mình nấu. Nếu các bạn không có nước lèo thì mình sử dụng nước lạnh, rồi mình sẽ nêm gia vị vô cho cái bột nó vừa ăn một chút. Sẽ dùng cái cây đánh trứng để mình khuấy bột, thì mình cho tất cả loại bột vào trong nước lèo. Nếu các bạn sử dụng nước lã thì mình sẽ cho là một chút muối, chút đường, rồi một chút bột nêm gà để cho cái nước lèo á, cái bột mình á, nó có cái vị đậm đà hơn. Khi mà mình pha bột, trộn bột vào trong nước lèo rồi thì mình để cái bột khoảng chừng 10-15 phút để cho bột nó nở ra trước khi mình khuấy bột. Bây giờ mình sẽ cho vào trong bột này là 1 muỗng cà phê đường, gần nửa muỗng cà phê muối. Nếu nước lèo các bạn lạc thì mình cho thêm, còn nước lèo mình đã cho muối sẵn rồi, mình cho thêm chút xíu nữa cho nó vừa ăn. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp nè, mình khuấy, dùng cái cây này để mình sợ nó khét dưới đáy á. Mình khuấy đến khi nào mà mình thấy cái bột nó đặc sệt lại thì là được. Các bạn mở lửa khoảng số 5 nha. Thí dụ như lò các bạn có 10 số thì mình sẽ mở số 5 là lửa trung bình nhỏ để cho cái bột nó không có bị khét dưới đáy. Đó, dùng cái cây này, bột nó bắt đầu đặc rồi. Đó, mình dùng cái cây đánh trứng mình khuấy thì cái bột nó sẽ mịn nhanh hơn. Từ lúc này mình thấy bột nó hơi đặc một chút xíu rồi, mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn để cho bột nó tan ra, nó sẽ không có bị ốc trâu, nó không có bị đóng cục lại. Bây giờ mình đã tắt lửa rồi, nhưng mà mình vẫn khuấy. Rồi mình thấy cái bột nó mịn rồi, mình sẽ nhắc qua để một bên. Nó mịn như vậy là được rồi đó các bạn. Mình có 200g thịt xay, thì các bạn sử dụng thịt heo hoặc là thịt gà xay. Bánh giò nguyên thủy đó thì chỉ có thịt xay và nấm mèo thôi. Hôm nay mình chế một chút xíu là mình cho thêm 100g củ sắn. Mình xắt hạt lựu cho vào trong lò vi sóng 1 phút nha. Rồi củ hành thì hành tây mình cho 1 củ nhỏ nhỏ đó, khoảng chừng 50g. Cà gót thì 1 củ cà gót nhỏ nhỏ cũng khoảng chừng 50g thôi. 100g nấm mèo. Các bạn có thể thêm hoặc là bớt các nguyên liệu nha, tùy theo ý thích của mỗi gia đình nha các bạn. Đây là mình ý thích của mình, để cho thêm thôi. Thì 2 muỗng canh dầu ăn, mình sẽ cho củ hành vào. Mình xào củ hành đến khi nào mà thấy củ hành á, nó có cái mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho thịt vào. Khi cho thịt vào thì mình mở lửa lớn lên để cho cái thịt nó không có bị ra nước. Đây là mình cho cà gót vào luôn, vì cà gót nó lâu chín. Mình sắn cái thịt cho nó nát ra nha, để nó dính cục á. Mình cho 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm. Các bạn có thể nêm tùy theo gia vị của cái khẩu vị của mỗi gia đình á, thì mặn hay lạc á, tùy theo, nhưng mà mình nêm lạc lạc thôi. Mình cho củ sắn vào luôn. Thì cái củ sắn hồi nãy á, mình đã cho vào trong lò vi sóng hết là 1 phút rồi, thì củ sắn nó cũng chín hết phân nửa đó. Rồi có cái củ sắn thì cái nhân của mình nó ngon hơn rất là nhiều. Mình cho nấm mèo vào sau cùng nha. Các bạn cho nấm mèo sau cùng để giữ được cái độ giòn. Và nêm 1 muỗng cà phê tiêu. Các bạn có thể nêm thêm gia vị để cho vừa ăn. Bây giờ mình tắt lửa. Lá chuối thì mình sử dụng là 2 tấm lá chuối cho một cái bánh. Cái mặt sống lá mình để phía ngoài, mình lót bên dưới. Và 1 tấm thứ hai thì mình đối đầu lại mình để đối đầu hai cái tấm lá, mình để đối đầu với nhau đó. Một cái tấm lá ở trên thì mình để mặt sống lên, cái mặt sống lá màu xanh đó mình để lên trên để mình để cái phần bột ở trong cái sống lá đó đó. Rồi mình xếp lại cái hình tam giác, mình làm cái lá chuối như thế nào để cho nó lớn một chút thì mình gói cái bánh nó dễ hơn rất là nhiều đó. Cái bánh giò thì mình gói miếng lá chuối nó lớn á, rồi mình xếp lại hai cánh như thế này để cho cái đầu ở trên nó vuông với nhau đó, nó vuông dứt với nhau như vậy. Này mình làm để cho đẹp thôi, chứ thật sự khi mình làm ở nhà ăn đó thì mình gói đơn giản hơn rất là nhiều, mình không có gói cái kiểu này. Thì cái kiểu này là mình gói để cho đẹp, và mình làm video thì mình gói thôi, còn ở nhà ăn thì mình sẽ gói cái cách khác đơn giản hơn và nhanh hơn rất là nhiều luôn. Hôm nay mình chia sẻ 3 cái cách gói cho các bạn, để các bạn nào thích cái cách nào thì mình làm cách đó. Nhưng cái cách này là cái cách mà khó nhất, thì cầu kỳ nhất, nhưng mà cũng rất là dễ, dễ hơn là gói bánh ú, bánh tét và bánh ít luôn. Bánh giò thì tương đối là dễ gói hơn. Rồi mình cho nhân vào chính giữa đó, mình dẹt miếng bột qua xung quanh để mình để nhân vô, cái nhân khi mà mình hấp chín á, cái nhân nó không có bị lồi ra bên ngoài, nó không có bị bể ra bên ngoài á, tại vì có cái bột nó bảo vệ. Thì mình sẽ lắp một miếng bột lên trên mặt như thế này đó, mình đè ém cho cái bột nó xuống dưới một chút, cho nó nằm xuống dưới đáy sâu một chút. Rồi mình sẽ bẻ 3 góc lại với nhau như thế này, rồi phần còn lại thì mình nhét vô trong cái phần này đây đó. Nó có một cái khớp ở trong này, mình sẽ nhét cái đầu lá chuối vô. Rồi như vậy là xong một cái bánh giò rất là đơn giản. Nếu mà lá chuối mà nó bự quá, nó cồn quá thì mình sẽ dùng kéo cắt nó bớt nha. Rồi rất là dễ luôn. Xong mình sẽ gói một cái thứ hai để cho các bạn xem kỹ hơn đó. Cũng 2 tấm lá chuối, rồi mình sẽ đối đầu với nhau, mình để đối đầu với nhau nè đó, xếp lại thành hình tam giác. Rồi cái đầu ở trên thì nó thành hình vuông như thế này đó, nó vuông dứt. Rồi mình sẽ tìm một cái phần ở trong, phần nào kín đó, phần ở trong mình lựa cái phần nào mà nó kín đó, thì mình sẽ cho bột vào. Đó, ngay chỗ này là kín nhất nè. Đó, rồi mình sẽ cho cái bột vào bên trong này. Thì cái cách gói này là cầu kỳ một chút thôi. Khi cho bột vào các bạn nhớ là nhận cái bột, đè xuống cho cái bột nó chạy nằm sát ở dưới đáy, để một lát nữa cái đầu bánh của mình nó có bột ở dưới. Rồi đó, mình cho thêm một chút nữa, mà đừng có nhiều bột, đừng có nhiều bột quá, mà cũng đừng có nhiều nhân quá. Thì bánh giò chủ yếu là cái bột ngon hay dở là do cái bột á, ăn thua cái bột đó các bạn. Bánh giò, còn cái nhân của mình á, mình gia giảm tùy theo ý thích thôi. Mà mình cho củ sắn vào á, cái nhân của mình nó ngon hơn rất là nhiều, nó có cái vị ngọt và ăn đỡ ngán, nó không có ngán, và cái nhân á, nó cũng mềm mại, nó không có bị khô nữa. Rồi mình bẻ 4 góc lại với nhau đó, 1 góc nè, 2 góc, rồi 3 góc, 4 góc. Rồi mình phần còn dư thì mình nhét vào trong cái khớp này đó, ở đây nó có một cái khớp nè đó, mình nhét vào. Xong Đó. Và một cái công thức như thế này thì mình gói khoảng 10 cái bánh giò đó các bạn, 10 cái vừa thôi. Cái này là thuộc loại nhỏ nhỏ thôi, không có lớn nha. Nếu các bạn gói lớn thì mình gói khoảng là 7-8 cái đó. Thì cái lớn thì các bạn cần cái lá chuối nó lớn hơn nữa nha, nó bự ra nữa thì mình sẽ gói được cái bánh giò lớn. Và mình chia sẻ thêm một cái cách gói mà đơn giản nhất luôn. Đó, cái cách gói này là mình thường gói ở nhà cho con mình ăn á, thì mình gói theo cái kiểu này. Rất là đơn giản nhưng mà đẹp lắm. Gói kiểu này thì nó nhanh rồi. Đó, không có cần bẻ lá trước gì hết trơn á. Không có cần xếp lá. Đó, mình cuốn lại như vậy. Đó, rồi. Bẻ hai góc lại là xong. Đó, nếu mà các bạn nào mà ở nhà đó làm cho con của mình ăn á, thì mình nên làm như thế này cho nó dễ dàng hơn, nó nhanh, nó gọn nữa, rất là nhanh luôn. Các bạn gói một chút xíu là xong rồi, khỏi cần bẻ lá gì hết trơn, khỏi cần xếp lá. Đó, như vậy cũng rất là đẹp nè. Và bây giờ mình chia sẻ một cái cách gói khác. Cũng xếp cái lá chuối y chang như vậy. Mình cũng xếp như vậy, nhưng mà mình xếp thành cái hình nhọn, cái hình chớp nhọn, giống như là mình gói bánh ít vậy. Đó, mình không có bẻ cái đầu vuông nữa, mà mình bẻ cái đầu nhọn luôn. Đó, xếp lại thành hình tam giác như thế này. Rồi mình cũng chọn một cái phần ở trong, cho chỗ nào mà nó đẹp, nó kín thì mình cho cái bột vào thôi. Đó, mình bẻ lại 4 góc với nhau. Cái bánh này nó nhỏ quá, nó thành cái bánh ít luôn rồi các bạn. Đó, nó hơi giống bánh ít rồi. Đó, các bạn gói cho bự một chút, nó bè ra, nó không có nhọn lắm, thì nó sẽ thành cái bánh giò, giống cái bánh giò hơn. Bây giờ mình chia sẻ một cái cách gói mà các bạn nào mà khó gói đó, mới tập gói đó, thì các bạn nên lót một cái miếng giấy ráp ở dưới. Thì các bạn gói rất là dễ luôn, không sợ rách lá chuối và tiết kiệm lá chuối nữa, không có sợ bị rách, bị hư gì hết. Đó, mình để một miếng giấy ráp rồi mình lót lá chuối lên trên và mình gói thôi. Và các bạn bẻ như thế nào cũng không có sợ bể lá chuối hết, không có sợ rách lá chuối, vì có miếng giấy ráp này nó bảo vệ ở bên ngoài. Nó rất là dễ luôn. Đó, có miếng giấy ráp thì mình gói không có sợ bể. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi hấp thôi. Bây giờ mình đã gói xong hết rồi, mình đi hấp. Thì mình hấp trong vòng 30 phút với lửa trung bình, lửa khoảng số 6, số 5, số 6 thôi. Khi mà nồi nước sôi rồi mình mở nhỏ lại khoảng số 5, số 6 thôi, để cho cái bánh nó không có bị nở mạnh ra, bột không nó bị nở mạnh, nó sẽ làm cho rách lá chuối. Thì đó, mình mở lửa nhỏ nhỏ, hấp 30 phút nha. Rồi để bánh khoảng chừng 4-5 tiếng đồng hồ cho bánh thiệt là nguội rồi mình mới ăn được nha. Bánh nóng thì không có ăn được. Đó, mình mở một cái này. Wow, rất là ngon luôn. Cái bột nó rất là ngon nha các bạn, nó mềm mà có cái độ hơi giòn giòn trong này. Đó, cái nhân không bị khô nha, cái nhân có củ sắn thì không có bị khô. Đó, mình cắt ra cho các bạn xem. Wow, cái bột nó quá là ngon luôn. Cái bột nó vừa ăn. Các bạn có thể thêm nước tương hoặc là nước mắm chua ngọt để mình ăn cho đỡ ngán. Thì nếu các bạn nào mà lạc á, thì mình cho thêm nước mắm hoặc nước tương. Còn vừa ăn thì thôi. Bánh nè, cái nhân không bị khô nha. Video của mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem.